Xin chào mọi người, cô ơi và Thương ngày hôm nay sẽ cùng nhau đi rửa nghiệp. Trời ơi, nói chứ trong mùa dịch mọi người, nó là tụi mình đã phát hiện ra được một cái chỗ khử trùng toàn thân, giải nghiệp luôn mọi người. Đó, trời ơi, ghê lắm luôn á mọi người. Bây giờ mình sẽ vô, đây là một cái quán ăn bình dân thôi mà có một cái buồng khử trùng toàn thân xịn sò luôn. Bây giờ... Nhưng mà cái vấn đề đặc biệt là mình nghe nói là đây là ông chủ quán tự thiết kế ra đó mọi người. Ờ, trời ơi, quán ăn bình dân thôi đó. Và đặc biệt á, vô đây là bạn nào á, có đi ăn ở đây vô cái buồng này thì kẻ chân mày với lại kẻ mascara này nọ kỹ, xài đồ không lem nha. Xài đồ lem một phát nó vô, nó xịt một phát đi ra là thành con gấu luôn đó. Vô, bước vô, bước ra, mất cả chân mày. Đó, các bạn thấy này nó sẽ xả. Là mình phải vô trong đây khoảng tầm 30 giây. Giờ yeah. Người ta 30 giây, mình chắc cũng được quá trời. 7, 8 ướt ạ. Em đây tí cho nghiệp em nó xuống bớt đi. Cuộc đời không có mùi khí khuẩn. Chị không thấy mùi nặng lắm, nó không có nồng ấy. Rồi được rồi đó chị ơi, mình nghiệp mình chắc cũng bớt rồi đó. Rồi xong, yeah. Dạ em chào anh, không biết là khi mà mình lắp đặt cái buồng này anh thì trước và sau khi mùa dịch thì khách hàng hay là mọi người tới đây có đông hay là nhiều, có thay đổi gì không ạ? Cái mùa dịch này thì nó không, khách nó không bằng giống như lúc trước, dạ, vì người ta rất ngại ra đường. Dạ. Mà từ ngày anh rắc đây thì lượng khách quan nó cũng bình ổn hơn chút. Người ta an tâm hơn khi mình tới đây người ăn. Ta an tâm hơn. Mình tự tìm hiểu hay là anh có học qua ở đâu chưa? À, em tự tìm hiểu anh làm. Dạ vâng, và nó có tốn kém nhiều không anh? Cũng tầm khoảng cả hơn 6 triệu rồi. Hơn 6 triệu đó là anh tự lắp đó, anh tự làm hết đó. Và cái buồng như thế này thì ở trong nó sẽ có chứa cái gì để mà sát khuẩn anh? Nó hay là dung dịch khử khuẩn, nó là calamin á, calamin B và cái nước muối ion. Dạ. Mình cũng biết sơ về cái nguyên lý hoạt động. Dạ, vâng. Thì nó gì đấy nguyên tắc là máu phun xương thôi. Dạ. Nhưng mà chỉ là mình tìm được cái dung dịch. Dạ, vâng. Nó phù hợp để mình khử khuẩn được. Dạ. Và một ngày vậy thì tốn kém nhiều không anh? Anh phun thì trường độ tắm khoảng cả 30 lít. 30 lít. À. Dạ vâng. À. Nhưng mà khi mà khử trùng xong vô đây ăn cảm thấy an tâm hơn. Tâm lý vững vàng hơn để mà có thể ăn ngon miệng hơn. Nhưng mà tính ra đỉnh ha, một cái quán cơm bình dân mà lắp lên một cái buồng khử trùng. Thực tế em thấy cái buồng nó cũng đơn giản lắm, chỉ có cái rào nhựa rồi cái máy phun nước ở trên mà. Nó sợ quan tới thì quán cơm này nằm ở số là 220/2 Nguyễn Trọng Tuyển, Phú Nhuận. Rồi cái khuôn này mọi người dân văn phòng rất nhiều, rất đông luôn á, mình không nghĩ là đông tới như vậy. Mà mình đi quay tầm lúc 12 giờ trưa nên là giờ này giờ người ta đã ăn trưa rất là nhiều. Đông lắm luôn ấy. Rồi lắm. Cơm cũng ngon, cơm dẻo nha, không phải cơm khô. Dẻo xịn. Rồi tính nha. Hả, quán cơm bán có 35.000 phần cơm. 35.000 là đã tăng giá chứ lúc trước là rẻ hơn. Thôi hiện tại cũng đã có rất là nhiều cái buồng đã được lắp đặt ở Việt Nam rồi, mình nghĩ là không phải duy nhất chỗ này đâu. Ở Sài Gòn cũng khá là nhiều rồi, nhưng mà đây là một cái chỗ kiểu rất là bình dân nhưng mà lại chơi hẳn một cái buồng xịn sò như vậy. Ở cái viện y học dược dân tộc là đã có rồi, là nơi đầu tiên, xong tới ở đây. Tại vì một cái nơi kiểu bán phần cơm 35.000 lắp nguyên cái buồng khử trùng. Thì cái buồng này nó là vậy á, thì quán cơm thì nó cũng mình cũng để địa chỉ đó. Mọi người muốn trải nghiệm ăn thì tới đây ăn. Cho dưa cơm cũng ngon lắm, cơm cũng đa dạng nhiều món lắm. Và nếu như mà các bạn thích video này cũng như là thấy video này hữu ích thì đừng quên like, share, subscribe cho Exceno. Bye bye.